Xin chào quý anh chị và các bạn. Thưa với quý anh chị và các bạn là hôm nay thì Tự Do Chứng Khoán xin dành ít phút để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị và các bạn về vấn đề lãi suất. Thì điều đầu tiên mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị và các bạn đó chính là trên tất cả các trang mạng hiện tại của truyền thông Việt Nam đều đăng vấn đề đó chính là bài viết nằm ở trên trang nhất là Fed tăng lãi suất và dự báo sẽ có thêm 3 lần tăng lãi suất trong năm 2018. Thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì chúng ta hiểu như thế nào về cái câu chuyện là Fed tăng lãi suất và cái việc mà dự báo tiếp tục sẽ tăng nữa thì nó ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế Mỹ cũng như là ảnh hưởng ra làm sao đối với lại nền kinh tế Việt Nam. Thì thưa với anh chị và các bạn là có hai vấn đề mà chúng ta phải đặt ra. Tại sao mà Fed lại tăng lãi suất và cái việc tăng lãi suất như vậy thì nguyên do từ đâu? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là khi một nền kinh tế lớn như Mỹ mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất thì nó ảnh hưởng như thế nào tới các nền kinh tế khác? Thì vấn đề thứ nhất thì về mặt là thị trường và về kinh tế của Mỹ thì sau hai cái gói hỗ trợ lãi suất QE1, QE2 của những cái năm khủng hoảng kinh tế trước đây thì nền kinh tế của Mỹ đi vào cái giai đoạn là ổn định hơn và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ bắt đầu có những cái dấu hiệu hồi phục cách đây 1 tới 2 năm. Và điều đó thì khiến cho cái Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải cân nhắc cái câu chuyện đó chính là thắt chặt tiền tệ. Việc tăng lãi suất thì đồng nghĩa với câu chuyện là thắt chặt tiền tệ, tức là rút bớt cái dòng tiền trước đây mà người Mỹ bơm lãi suất vào, bơm cái gói hỗ trợ vào thị trường, tức là đại loại là bơm thêm tiền QE1, QE2 là bơm một cái khối lượng tiền lớn vào các ngân hàng trung ương để các ngân hàng này hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ trong những cái giai đoạn mà khó khăn. Sau khi mà đã hỗ trợ tốt cho nền kinh tế Mỹ thoát khỏi cái khủng hoảng nhà đất năm 2007-2008 thì trong một cái nền kinh tế mà ổn hơn rồi thì Cục Dự trữ bắt đầu tính đến câu chuyện tức là rút bớt cái dòng tiền ra khỏi thị trường để tránh những cái tình trạng gây ra lạm phát cũng như là tìm kiếm thêm cái công cụ gọi là tiền tệ. Bởi lẽ là có những thời điểm thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã đẩy lãi suất xuống còn 0%, tức là gần như cái công cụ lãi suất này không có tác dụng đối với thị trường nữa, bởi vì nó đã được đẩy xuống sâu. Và cái câu chuyện khi nền kinh tế tốt hơn thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là xem xét làm cái câu chuyện đó là tăng lãi suất. Thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì nền kinh tế của Mỹ đã tăng trưởng khá vững chắc trong thời gian qua với hai cái quý liên tiếp là đều tăng trưởng trên 3%. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất. Và ngày rạng sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ Việt Nam thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định tăng lãi suất cơ bản, đồng thời tăng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2018 đối với nền kinh tế Mỹ. Và theo đó thì mục tiêu lãi suất cơ bản sẽ tăng thêm 0,25% năm, nằm trong khoảng từ 1,25% đến 1,5%. Các thành viên của Ủy ban Thị trường Mỡ Liên bang FOMC cũng nâng mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2018 của Mỹ lên 2,5% so với mức 2,1% trước đó. Và thưa với anh chị và các bạn thì tất cả những cái thông tin như vậy thì chúng ta thấy rằng là nền kinh tế Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ đã hiển thị rất là sớm là một cái nền cái hàng thứ biểu kinh tế là thể hiện rất sớm, nên là chỉ số Dow Jones đã có một năm tăng trưởng khá là tốt và tích cực, không thua kém gì thị trường chứng khoán Việt Nam đâu quý anh chị các bạn. Và cái việc mà khi mà tăng cái công cụ lãi suất như thế này thì đồng nghĩa với câu chuyện đó là bắt đầu sẽ có những cái dấu hiệu của câu chuyện là sẽ trong năm 2018 thì cái việc thắt chặt tiền tệ tại Mỹ là bắt đầu. Và bắt đầu như vậy thì cái gọi là
ở một cái thị trường lớn thì cái dòng tiền sẽ bắt đầu sẽ có những cái dịch chuyển, và theo chúng tôi dự báo thì một số cái dòng tiền sẽ bắt đầu dịch chuyển tới những cái nước mà đang phát triển hoặc là những cái thị trường gọi là mới nổi, thị trường cận biên kiểu như Việt Nam, thì sẽ có một cái dòng tiền nhất định sẽ chảy về những nước này để tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư. Thì điều quan trọng nhất mà tự doanh muốn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị đó là chúng ta nên là nhìn nhận cái vấn đề ở khía cạnh tích cực và tìm kiếm ra những cái dự báo sớm cho cái tình hình của thị trường chứng khoán cũng như là của thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Thì chúng tôi đang dự báo rằng là sẽ có một cái làn sóng giải ngân mạnh hơn nữa vào các thị trường mới nổi và thị trường cận biên để tiếp cận được với cái đà tăng trưởng gọi là mãnh liệt của những cái thị trường này so với một cái thị trường đã phát triển như thị trường Mỹ. Và đặc biệt là chứng khoán Mỹ thì trong năm qua cũng đã có cái sự tăng trưởng nhất định, thì đó là cái thứ nhất mà không phải ai cũng chia sẻ với quý anh chị và các bạn về cái câu chuyện là từ cái góc nhìn tăng lãi suất của Fed. Và cũng là cái câu chuyện lãi suất thì thưa với quý anh chị và các bạn, nếu anh chị và các bạn tinh ý sẽ thấy cuộc đua lãi suất của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cũng bắt đầu dấy lên sau khi mà ngân hàng nhà nước đã có những cái chỉ đạo và những biện pháp hỗ trợ trong những năm gọi là vài năm gần đây, thì mức lãi suất huy động đã được đưa về tới mức gọi là lãi suất huy động một tháng, có những ngân hàng chỉ huy động ở mức 3.5-4% một năm. Thì từ cái câu chuyện đó thì thấy rằng là trong những năm qua thì cái nguồn thanh khoản của các ngân hàng khá là tốt, được sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ từ rất nhiều các cái nguồn tiền. Và đặc biệt là thưa với chị và bạn, thì chị và bạn có để ý là có một cái luồng tiền rất lớn được hỗ trợ qua thị trường mở OMO. Thì đến thời điểm hiện nay thì nền kinh tế lớn ra, to ra và phình lên, thì rõ ràng là khi một nền kinh tế đã ổn định và phình to thì cái dòng tiền nó sẽ là không đủ. Và khi cái dòng tiền mà sẽ không đủ để phục vụ cho các cái nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng như là vay vốn hỗ trợ lãi suất, thì bắt đầu sẽ cần có những cái biện pháp mà khác để hỗ trợ cái dòng tiền, đó chính là việc tăng lãi suất huy động để huy động vốn từ dân chúng. Nhưng cái câu chuyện mà ít các nhà đầu tư có thể gọi là tiên lượng được trước, đó chính là cái thứ mà chúng tôi sắp chia sẻ đây. Đó là như thế này, mặc dù là có những cái dấu hiệu của một số ngân hàng thương mại lớn bắt đầu tăng lãi suất huy động, tuy vậy đó chỉ là những manh nha. Nhưng cái manh nha này nó bắt nguồn cho câu chuyện là lãi suất cho vay sẽ được tăng trước. Thì nhiều anh chị là các bạn bảo là tại sao lại như vậy, lãi suất huy động thì mới manh nha thôi mà lãi suất cho vay lại tăng. Thì thưa với quý anh chị và các bạn, thì cái tỷ lệ lợi nhuận biên của ngành ngân hàng nó chủ yếu là cái sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Mà chỉ cần có những cái thông tin và những cái dấu hiệu của câu chuyện là lãi suất huy động muốn tăng hoặc là chuẩn bị tăng, thì những cái khoản đáo hạn, đáo nợ của những đơn vị mà vay vốn ngân hàng sẽ phải chịu một mức lãi suất cao hơn so với trước đó. Thì điều này thì ảnh hưởng rất là thiết thân tới các doanh nghiệp hiện tại đang có cái lượng vay lớn. Tuy vậy thì nó lại là một bài toán khá là ưu ái cho các ngân hàng thương mại. Bởi lẽ khi lãi suất huy động mà chưa tăng hoặc là mới chỉ dục dịch tăng nhưng lãi suất cho vay lại tăng trước, thì câu chuyện này gần như là biên lợi nhuận của các ngân hàng sẽ nhanh chóng được nới rộng. Và khi được nới rộng như vậy thì cũng đồng nghĩa với câu chuyện là lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của các ngân hàng sẽ tăng lên một cách đáng kể. Đó là cái thứ mà đem lại những cái lợi ích rất là lớn cho ngành ngân hàng trong năm 2018. Thì dưới cái góc nhìn của tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng như việc dục dịch tăng lãi suất của ngân hàng thương mại, thì chúng tôi có thể đưa ra một vài dự báo cho những cái câu chuyện khá là tích cực của ngành ngân hàng trong năm 2018 và
cuối năm 2019, nửa đầu năm 2019. Bởi lẽ là từ cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng là không khó nếu anh chị em nào mà làm trong ngành ngân hàng sẽ hiểu được rằng là các ngân hàng luôn luôn mong muốn rằng là sẽ nhanh chóng tăng cái lãi suất, tăng cái lãi suất cho vay để thu hồi được cái tỷ lệ lợi nhuận mà trong cái khoảng thời gian từ 3 tới 6 tháng vẫn còn đang là manh nha của câu chuyện tăng lãi suất, thì nhanh chóng sẽ kiếm lời được trong hai quý đầu tiên của năm 2018 là cái phần chênh lệch này. Thì cái này chỉ có các ngân hàng mới biết thôi, chứ còn nếu mà dân đầu tư bên ngoài thì rất khó để có thể biết được chuyện này. Nhưng chúng ta có thể không khó để nhận ra điều đó. Và cái cơ hội cho các cổ phiếu ngành ngân hàng thì theo cái xếp hạng của Tự Doanh Chứng Khoán thì các cái điểm số của các ngân hàng, chất lượng của các ngân hàng thì gần như là trong cái giai đoạn vừa qua thì không đổi. Nhưng mà giá của nhiều cổ phiếu ngân hàng thì giảm khá là tốt. Vì vậy nên chúng tôi nâng xếp hạng gọi là của các ngân hàng từ cái mức mà trước đây là mức B trừ lên mức B cộng. Theo cái hướng tức là khi giá càng giảm mà hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thì không thay đổi thì cái hạng của ngân hàng, các cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ được tăng lên. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tiếp theo về hạng của các cổ phiếu ngân hàng để khi mà cổ phiếu ngân hàng được đẩy lên hạng A cộng thì quý chị các bạn biết là cần phải nên làm gì. Thì cái câu chuyện là muốn chia sẻ với anh chị và các bạn ở video này một vài cái chia sẻ như thế, để mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi giúp ích được cho quý chị và các bạn. Thì đừng quên để lại like cho video này, cũng như là nhanh chóng đăng ký kênh, subscribe kênh, đăng ký kênh. Anh chị, cái phương pháp đăng ký kênh đơn giản lắm. Anh chị nếu như mà chưa biết thì lên mạng tìm theo từ khóa Tự Doanh Chứng Khoán thì sẽ ra cái kênh của Tự Doanh Chứng Khoán. Anh chị kích vào đấy và đăng ký kênh. Bởi vì tại sao lại phải đăng ký? Bởi vì đăng ký thì những video mới nhất của chúng tôi sẽ được YouTube gửi thẳng vào mail của anh chị. Thì anh chị phải có một cái địa chỉ Gmail, sau đấy anh chị đăng nhập, xong đấy tìm từ khóa Tự Doanh Chứng Khoán vào kênh và ấn đăng ký. Thì mỗi lần một video mới ra thì YouTube nó tự động nó sẽ gửi mail vào địa chỉ mail cho quý anh chị và các bạn. Thì điều đó là điều mà chúng tôi muốn rằng là anh chị và các bạn giúp chúng tôi để bớt đi một phần nào đó cái câu chuyện là phải gửi những cái mail liên quan đến cái video công khai tới các anh chị, mà chỉ nhờ anh YouTube anh tự động gửi cho các anh chị. Điều đó là điều rất là tuyệt vời mà YouTube hiện tại đang hỗ trợ chúng tôi trong cái các cái chương trình mà ra video mới. Thì mong rằng là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý anh chị và các bạn. Số lượng like càng nhiều, càng lượt xem càng lớn thì chúng tôi lại càng có nhiều động lực để ra video mới. Thân chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn trong những video tiếp theo. Mong rằng anh chị và các bạn có những cái thương vụ đầu tư ngày càng tốt hơn. Thân ái chào và hẹn gặp lại.